Xin kính chào tất cả quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Tôi sẽ giới thiệu phương thuốc trùng tử đan để chữa bệnh vô tinh hoặc là tinh trùng yếu, ít tinh, đó, ít tinh trùng. Thế để cho là chúng ta sẽ nam giới sẽ khỏe mạnh lên. Thế nhưng mà đến khi đã khỏe rồi mà không biết tiết kiệm, không biết giữ nó mà cứ để mất nhiều thì cũng bằng không. Cho nên hôm nay một khía cạnh nữa sau khi sử dụng trung tử đan là phải biết chữa xuất tinh sớm bằng châm cứu bấm huyệt. Tức là chúng ta là những người nghèo, là dân tộc chúng ta cũng nghèo, không phải là giàu có như những như các dân tộc khác, những người khác. Cho nên là khi mà đã có được một cái lượng tinh trùng tốt, khỏe thì chúng ta phải tiết kiệm, phải giữ, biết cách giữ nó, đừng để mất quá nhiều. Bởi vì cái lượng tinh trùng nó chính là máu, là máu huyết, mà máu thì lại chính là từ sinh từ tế bào tủy, tế bào gốc mà ra. Cho nên là nếu mà chúng ta không biết giữ gìn thì tất cả chúng ta sẽ phí phạm cái vốn của chúng ta đã có. À, xin chào Mỹ Phương Lê, xin chào Tuấn Anh Hoàng. Cho nên hôm nay tôi xin giới thiệu cách chữa xuất tinh sớm bằng châm cứu bấm huyệt. Thì đây là một vấn đề tế nhị, thành ra cũng xin nói là nếu như quý vị nào biết thì cũng nên chia sẻ cho nhiều người biết cái vấn đề này. Khi xuất tinh sớm thì là một cái bệnh nằm trong top 3 bệnh sinh lý nam phổ biến tại Việt Nam chúng ta hiện nay. Nó trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng của 100% quý ông, tất cả cái nam giới chúng ta. Nếu như mắc bệnh này, song đại đa số đàn ông chúng ta lại xem đây là chuyện cực kỳ tế nhị, nên thường có xu hướng giấu nhẹm bệnh để rồi bệnh cứ thế được đà tiến triển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục, là nguyên nhân hàng đầu của hàng ngàn cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vô số cánh đàn ông chúng ta mất đi thiên chức làm cha vốn có của mình. Bởi vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo nam giới nên cởi mở hơn về vấn đề này. Hãy chủ động thăm khám ngay khi có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ xuất tinh sớm. Thì đây cũng là kinh nghiệm của bản thân tôi, cho nên tôi cũng muốn chia sẻ. Hôm nay cũng là cũng gần 80 rồi, cũng không muốn là giấu giếm làm gì, mà nói thẳng thực tế là tôi có hai đời vợ cũng chính là vì cái bệnh này đây. Mình không biết giữ, mình đã yếu thì chớ, lại không biết giữ cái tinh trùng của mình, giữ cái vốn của mình có, mà cứ phí phạm. Cho nên đời vợ thứ trước, đời vợ thứ nhất của tôi đấy, đã bỏ tôi. Chính vì mình không đáp ứng được. Và ai thế nữa là không thể có con trai được, bởi vì cái số tinh trùng của mình nó quá yếu đi, nó quá ít đi. Thế nên là sinh được con gái đầu lòng. Nhưng sau đó vì không đáp ứng được vấn đề sinh lý của bà ấy, mà bà ấy lại làm cái nghề của bà ấy lại là phiên dịch, đi nhiều với bạn, người bạn là da đen da trắng, trên mình quá yếu so với những người khác, thì vì bà ấy là sẽ bỏ mình thôi. Thì đấy cũng là do lý do là cũng do mình thôi, cho nên tôi không trách gì bà vợ trước của tôi, mà đấy là nói lý do là bản thân tôi do mình yếu, mình không đáp ứng được, cho nên người ta bỏ mình là chuyện đúng thôi. Đấy. Đa số nam giới bị chứng rối loạn xuất tinh sớm
mà họ gặp phải khi cứ gần bạn đời là bị xỉu, là khó cương, và người ta thường nói là chưa đi chợ đã hết tiền. À, mình cảm ơn mấy phần lệ nhé. Đó. Thế thì ba tiêu chí rõ ràng để chẩn đoán xem bạn có mắc chứng xuất tinh sớm hay không là như thế này. Thứ nhất, thời gian giao hợp trong âm đạo này, từ lúc đưa vào đến khi xuất tinh quá ngắn, dưới 2 phút. Có những trường hợp chỉ vài giây đã xuất tinh rồi. Đấy là trường hợp của tôi trước đây đấy. Theo thống kê, có trên 50% nam giới chữa xuất tinh sớm thì đều chỉ có thời gian giao hợp trung bình là dưới 30 giây. Và người xuất tinh sớm trung bình là 1,8 phút. Đấy. Trong khi đó, ở người bình thường, nam giới mạnh khỏe bình thường là 7,3 phút. Đó, tức là trên 7 phút cho đến 10 phút mới xuất tinh. Rồi cái hiện tượng thứ hai là không điều khiển được khả năng phóng tinh. Khi quan hệ dù muốn hay không thì nam giới vẫn xuất tinh quá sớm, thậm chí xuất tinh ngay từ màn dạo đầu. Tình trạng thứ ba là không thỏa mãn tình dục cho cả hai. Trên 50% số lần quan hệ đều bị xuất tinh sớm. Vậy là nếu bạn hỗ trợ điều trị sai cách hoặc không hỗ trợ, không điều trị mà cố gắng âm thầm chịu đựng bệnh thì bạn sẽ phải đối mặt với những hệ lụy sau đây. Thứ nhất, 100% người bị xuất tinh sớm ảnh hưởng tới cuộc yêu. Đây là điều được cho là hiển nhiên. Khi mà nam giới không đủ khả năng hoàn thành trọn vẹn trong chuyện chăn gối, khiến cả vợ và chồng đều không đạt được khoái cảm. Thứ hai, 95% nam giới cảm thấy mặc cảm, thiếu tự tin. Hầu hết nam giới cảm thấy bản thân mình bất lực, cảm giác tự ti về mình, thậm chí có những trường hợp không dám gần gũi vợ chỉ vì chứng xuất tinh sớm. Và tình trạng thứ ba, trên 60% ly hôn chỉ vì xuất tinh sớm. Khi đời sống vợ chồng không hòa hợp, nam giới không đủ đáp ứng nhu cầu sinh lý của người vợ, lâu dần dẫn tới những bất ổn trong đời sống, là một trong nguyên nhân dẫn tới tan vỡ hạnh phúc gia đình. Xin trả lời Đỗ Thị nhé. Đấy, tôi xin chia sẻ, đấy đó chính là cái nguyên nhân của tôi mà mất bà vợ đầu tiên đấy. Cũng chính vì thế, ly hôn chính vì là cái bệnh xuất tinh sớm của mình thôi. Rồi một cái tình trạng nữa, kết quả nữa là 70-80% là mắc chứng vô sinh. Xin chào Tấn Hứa nhé. 70-80% mắc chứng vô sinh do xuất tinh sớm, hoặc vô sinh hoặc chỉ sinh con gái. Vì biết đó tinh trùng đã yếu quá rồi, cái khả năng mà những số tinh trùng mà có thể tạo thành con trai thì nó không có, hoặc là đã chết mất rồi, yếu quá rồi, không đủ sức để mà đi vào cái trứng mãn xào của phụ nữ, của người vợ. Điều này có nghe có vẻ hoang đường, thế nhưng điều này hoàn toàn có cơ sở. Khi mà nam giới chúng ta mắc chứng xuất tinh sớm quá nặng, khi quan hệ mà dương vật chưa đi vào âm đạo đã xuất tinh,
thì khả năng mang thai là không thể, bởi vì tinh trùng không thể gặp trứng để mà thụ thai được thì làm sao mà có con được. Đấy, thì đấy là một cái mà điều mà tôi phải nói thật là xuất phát từ bản thân tôi, kinh nghiệm bản thân, xin chia sẻ để cho chúng ta biết cách mà tôi đã chữa chữa được bệnh nói. Mà sau đó thì với bà vợ thứ hai tôi đã con trai, có con trai, và không những là có, mà hiện nay cháu rất khỏe và đã cho tôi được cháu nội đầu tiên là con trai, và đang đứa cháu thứ hai cũng đã là đi siêu âm thì cũng lại là đứa con trai nữa, tức là hai cháu trai luôn, hai cháu nội luôn. Chính là kết quả của việc là cái bài này mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Rồi trường hợp nằm mơ thấy giao hợp với phụ nữ mà xuất tinh thì đấy là bệnh mộng tinh. Rồi không thấy giao hợp mà tự xuất tinh thì là di tinh. Rồi nói đến sắc dục một cái thì tinh đã xuất thì gọi là hoạt tinh. Thì đấy là những bệnh của nam giới. Về lý mà nói thì khi tư tưởng nghĩ nhiều về sắc dục, thủ dâm thì tâm can sẽ hỏa đốc lên, sinh ra mộng tinh. Còn thận hư hàn, tinh cung bất cố, sinh ra di tinh hoạt tinh. Đấy là về đông y mà nói. Sau khi tôi đã được học về y học về đông y, mà nhất là đã được người thầy là người Hoa dạy cho tôi ở trường đại học Descartes ở Paris, thì thầy đã dạy cho tôi rất nhiều những cái bí quyết, những cái bài thuốc của Trung Hoa, của dân tộc Trung Hoa về vấn đề này. Vì thôi đó tôi có bệnh mà, bệnh về đó nên là tôi rất là quan tâm, và ông thầy cũng đã không có giấu giếm gì cả và đã trình bày và đã dạy cho tôi những cái biện pháp này. Thế về phương pháp chữa thì chữa mộng tinh, chữa di tinh thì phải thanh tâm, thanh can và an thận. Đấy, tâm và can, tim và gan, rồi an thận nữa, thì đấy là cái ba cái bộ phận mà chúng ta phải chữa. Thế còn chữa hoạt tinh và di tinh thì chủ yếu là bổ thận, cố tinh, tức là cố là giữ lại, cố thì có nghĩa là giữ, bổ thận đồng thời là có biện pháp bảo quản, bảo vệ, tiết kiệm, giữ tinh lại, đừng để cho nó xuất ra quá nhiều. Thế cho nên là việc những việc này để chữa mộng tinh, di tinh thì gồm có năm cái việc cụ thể này. Nhất là thần môn, thứ hai là nội quan, thứ ba là tâm du, thứ tư là thận du, và thứ năm là tam âm sao. Đó. Thì bốn cái việc đầu tiên, thần môn, nội quan, tâm du, thận du thì ở phần trên, thế còn riêng tam âm sao là ở phần chân. Đó. Rồi ngoài là bằng huyệt thái xung nữa, thứ sáu. Còn nếu mà mộng tinh thì phải kết hợp giữa thần môn với tâm du, còn nếu không phải là mộng tinh thì thận du và mệnh môn thôi. Thế còn những trường hợp chữa chứng di tinh hoạt tinh do thận suy, đấy, làm cho là bị di tinh là rồi là bị hoạt tinh đã sinh sớm. Xin chào thị trần đấy. Thì chúng ta chỉ cần châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, bốn huyệt là khí hải, quan nguyên, trung cực và tam âm giao. Nếu chưa đỡ thì cứu thêm huyệt trí thất. Đấy. Và châm bổ nhẹ thôi ở cái huyệt trí thất này, chứ nếu kẻo kích thích mà mạnh thì lại di tinh nhiều hơn. Xin chào Nguyệt Ngô nhé. Cách dùng huyệt thì là tả thần môn, nội quan để thanh tâm,
đấy, trầm tả đấy. Thứ hai là tả thái xung để bình can dương khỏi sơ tiết. Bồ Tát Du, Tâm Du, Tam Âm Giao là để tư âm an tâm, cố thần làm cho không bị mộng tinh, không bị di tinh nữa. Còn châm bổ quan nguyên, trung cực, khí hải thì là để bổ hạ nguyên, cố tinh. Đấy. Giữ lại, tiết kiệm về tinh trùng của chúng ta. Rồi bổ thận du, tam âm giao để bổ thận âm và cố tinh. Nhớ là châm bổ xong phải rồi phải cứu. Và sau khi khỏi rồi nên cứu một vài huyệt để củng cố lâu dài. Còn xoa bóp thì xoa ấn bấm huyệt trước khi ngủ để tạo giấc ngủ sâu, đó là một. Tránh tắm tối và không được để ướt đầu khi đi ngủ. Đây tức là vấn đề xoa bóp thì cũng đơn giản như thế thôi. Thế còn những cái việc kia thì nếu mà bạn nào, quý vị nào cần biết cụ thể thì cứ xin gọi điện thoại cho tôi số 0908785667. Tôi sẽ hướng dẫn riêng cho từng quý vị một, bởi vì mỗi người đều có một cái bệnh riêng, hoặc là di tinh, hoặc là mộng tinh, hoặc là hoạt tinh. Đấy. Thế thì ta phải có những cái mà biện pháp giữ, hoặc là nặng nhất là vô tinh, không có tinh trùng thì là phải dùng ngoài cái phương thuốc là trùng tử đan mà tôi đã giới thiệu, thì cái hợp thứ hai là phải có cái bấm huyệt để mà tiết kiệm giữ lại. Thì nếu trùng tử đan giúp chúng ta là có tinh trùng, có nhiều sinh ra nhưng chúng ta không biết giữ, không tiết kiệm mà để phung phí mất đi thì cũng lại bằng không phí đi. Đó. Nên đây là cái cách mà để tiết kiệm và để có tạo cho cái phương thuốc trùng tử đan nó có kết quả tốt, kết quả cao. Đấy. Thế thì xin nay xin giới thiệu với quý vị như vậy. Tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi live stream ngày hôm nay. Đấy. Xin chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, trường thọ. Xin cảm ơn.